công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị máy nông nghiệp miền Bắc kính chào quý khách, là đơn vị uy tín trên toàn quốc chuyên nhập khẩu các loại máy cày, máy cấy, máy gặt đập liên hợp thế mạnh, là máy gặt đập liên hợp mini, máy xới đất đa năng và các loại máy thu hoạch hoa màu, với mục tiêu thúc đẩy cơ giới.